Ý anh là tôi đang kiếm chuyện với anh á? Nghèo ấy, nó thường đi đôi với hèn. Anh nghĩ là tôi thích sống với một cái thằng nghèo hèn như anh lắm đấy à? Không phải tự nhiên mà tao đi mua điện thoại xịn, mua đồ hiệu cho mày. Ăn cơm đi, sao suốt ngày em chỉ biết nghịch điện thoại thôi. Trời ơi, em là người chứ không phải là thầy tu. Anh cho em ăn toàn rau thế này làm sao mà em chịu được? Chẳng phải á, em nói với anh là em muốn giảm cân à? Thế nên anh mới nấu toàn rau thế này chứ. Ý em là trong bữa cơm phải có nhiều rau, nhưng mà không phải tất cả là rau như này. Ăn thế này làm sao mà em sống được? Được rồi, bây giờ em thích ăn gì á, để anh đặt về nhá. Hết hứng rồi, không ăn nữa. Sao suốt ngày em toàn dỗi vặt thế? Cái gì? Ý anh là tôi đang kiếm chuyện với anh á. Đấy, tôi hay dỗi vặt thế đấy. Anh chán rồi cái gì? Chán thì chia tay đi. Em đâu có ý nói như thế. Nhưng mà ý anh là thế đấy. Hay là anh chê tôi ở nhà ăn bám, không làm được ra tiền. Được rồi, mai á, tôi sẽ đi làm cho anh xem. Được rồi, anh sai chưa? Anh xin lỗi, để anh gọi đồ ăn về cho nhá. Ngày nào anh chỉ biết nói anh sai và anh xin lỗi, anh không chán à? Thôi, người yêu của anh gầy gò này á, cũng không đỡ. Thôi, ăn gì anh đặt cho nhá. Em không ăn, nhưng mà có một cái có thể khiến em hết buồn đấy. Được rồi, miễn là làm người yêu anh hết buồn á, chuyện gì cũng làm. Anh hứa nhá, ngày mai em định đi xin việc mà chả có cái váy nào để mặc cả. Anh thử xem cái này có đẹp không? Cũng được. Thế thì em đặt nhá. Nhưng mà anh thấy á, đi xin việc đâu cần dùng đến cái váy đắt tiền đến thế. Đi xin việc thì phải ăn mặc cho đàng hoàng tử tế chứ, tiền nào của nấy mà. À, hôm nay anh ra chợ mua đồ á, cũng thấy có vài cái đẹp lắm, hãy anh ra đấy mua nhá. Cái gì? Dẹp đi! Tôi mà phải mặc hàng chợ á? Này, nếu anh muốn mua hàng chợ ấy, thì mua cho mấy cái con người yêu bẩn thỉu rách dưới của anh mà mặc. Còn tôi ấy, anh mà tặng tôi á, tôi vứt vào xả rác ấy. Sao phải nặng lời thế? Tôi nói cho anh biết, tôi thà không có cái gì để mặc, chứ tôi không mặc hàng chợ đâu. Em giới thiệu về mình đi. Em chào anh ạ. Em là Huyền, năm nay em 20 tuổi. Bây giờ thì em vẫn chưa có công việc ổn định ạ. Mọi người con gái xinh như em, sao bây giờ mới tìm đến chỗ anh nhỉ? Chỗ anh đang rất thiếu những gương mặt mới và xinh như em. Em yên tâm, công ty anh rất nổi tiếng và chuyên đào tạo ra những người nổi tiếng. Chỉ cần em lọt vào mắt xanh của anh thì mọi thứ em cần, em sẽ có. Vậy làm thế nào để lọt được vào mắt xanh của anh ạ? Cái này có rất nhiều cách. Nhưng em đã có người yêu chưa nhỉ? Em đừng ngại. Có rất nhiều diễn viên đến chỗ anh, họ có người yêu. Và đến lúc họ nổi tiếng thì xảy ra một số chuyện không hay, bên anh rất khó xử. Sẽ rất là tốt nếu em chưa có người yêu. Vâng, em làm gì đã có người yêu đâu ạ. Em còn đang sợ ế đây này. Anh rất thích em, nhất định anh sẽ cho em vào show diễn lớn nhất cuối năm nay. Thật đó, em cảm ơn anh. Sắp tới anh có chuyến đi công tác ở Hạ Long cùng với một số đại gia để bàn chuyện làm ăn.
Anh rất muốn có em đi cùng. Em biết đấy, nếu có một cô gái xinh đi cùng, chuyện làm ăn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vâng ạ, chỉ cần tốt cho công việc thì em sẵn sàng. Anh rất thích những người có quyết định nhanh như em. Em biết đấy, xung quanh anh có rất nhiều cô gái. Quan trọng nhất, cơ hội chỉ đến một số lần và mình nắm bắt được cơ hội. Nhưng mà em chỉ sợ là em đang là quê mùa, rồi lại không hợp với ý của bạn anh. Em yên tâm, nếu anh đã thích, bạn anh chắc chắn sẽ thích. Người con gái ngây thơ, quê mùa như em, càng dễ khiến đàn ông muốn chinh phục. Chúc mừng sự hợp tác này. Anh ơi, xin lỗi em không biết uống rượu ạ. Yên tâm, rồi anh sẽ dậy. Em đi đâu mà giờ này mới về đấy? Em đi gặp bạn. Bạn nào cơ? Anh hỏi làm gì? À, cái vé hôm trước á, anh có mua tặng em đấy. Thật á? À, nhưng mà bây giờ em lại muốn một thứ khác cơ. Em muốn thứ gì? Ngày mai là em đi làm rồi, mà chỗ làm mới của em toàn khách VIP thôi. Em cứ dùng cái điện thoại rẻ này mãi người ta lại cười cho ấy. Em muốn mua một cái điện thoại mới. Hay là em dùng tạm máy của anh nhá? Ôi, thôi, anh để đấy mà dùng. Cái con điện thoại rẻ của anh em dùng làm gì? Thế thôi, để vài em nữa đi. Cho anh bảo thằng Duy rồi tìm điện thoại mới cho em nhá. Nhưng mà em muốn iPhone 11. Nhưng mà... Chưa kể là em còn phải mua thêm nhiều quần áo mới nữa. Anh cứ cho em vay đi rồi sau này em trả. Ý anh không phải thế. Anh cũng muốn nhưng mà... Anh nói là anh yêu tôi, nhưng mà tôi muốn mua cái gì anh cũng không cho. Tôi chán anh lắm rồi đấy, chia tay đi. Thôi rồi, để sau này anh có tiền anh mua cho. Nhưng mà tôi cần bây giờ. Bao nhiêu năm qua tôi dành cả thanh xuân để ở bên cạnh anh. Thế mà tôi được cái gì? Tôi đòi hỏi một tí thì anh cũng đã không cho rồi. Này, anh nghĩ là tôi thích sống với một cái thằng nghèo hèn như anh lắm đấy à? Tôi nói cho anh biết nhá, tôi chán anh, chán cái cuộc sống nghèo khổ này lắm rồi. Tôi muốn có một cuộc sống mới, anh hiểu chưa? Sau này chúng ta nhất định sẽ có mà. Anh từ từ sẽ lo được cho em. Thôi, anh đừng có nói gì nữa. Nghèo ấy, nó thường đi đôi với hèn. Bộ quần áo anh đang mặc trên người còn chưa đến 200.000 thì anh lo được cho ai? Tôi có phải là con ngu đâu. Tôi cứ phải sống mòn sống mỏi để đợi anh à? Lần này là tôi nói thật đấy. Tôi muốn chia tay. Em, nghe anh nói lắm. Bỏ ra! Không phải tự nhiên mà tao đi mua điện thoại xịn, mua đồ hiệu cho mày là để mày đi tiếp khách. Bây giờ mày không nghe lời tao. Tôi muốn làm diễn viên chứ không muốn đi làm gái. Con ngu này. Mày nghĩ làm diễn viên là có tiền mua đồ hiệu à? Mua điện thoại xịn à? Muốn giàu ấy phải cặp với đại gia. Tối nay đi tiếp khách cho tao. Không, tất cả những đồ anh mua cho tôi sẽ trả lại hết. Nhưng mà tôi không làm gái đâu. Mày nghĩ trả lại là xong à? Tiền tao không phải là tiền chùa, được chưa?
Ở yên đấy, tôi đi tiếp khách cho tao. Nếu mày không đi tiếp khách, tao sẽ cho bọn đàn em dạy mày cách tiếp khách. Bây giờ mày chọn đi. Một là tự nguyện, hai là để tao cho bọn đàn em dạy mày. Đồ khốn lắm. Mày chửi tao à? Cái loại như mày ấy, tao nhặt về đã hạnh phúc lắm rồi. Ở yên đấy, tối đi tiếp khách cho tao, nghe chưa? Kêu, kêu. Ở yên đấy cho tao. Anh xin lỗi vì đã không lo cho em một cuộc sống như em mong muốn. Em biết mình bất tài. Lâu nay anh tiết kiệm không phải vì anh không muốn mua cho em những thứ mà em muốn. Thực ra anh đang bị bệnh rất nặng, có thể còn không có khỏi nữa. Em muốn dành số tiền anh tiết kiệm được trong ngân hàng để lại cho em. Dù em muốn làm gì, anh cũng không trách em. Nhưng lúc anh khó khăn nhất, em đã nhẫn nhịn ở bên anh mà không đòi hỏi gì. Em hãy dùng số tiền này để lo cho cuộc sống của mình, làm những thứ mà em thích nhé. Anh yêu em. Anh! Sao anh không nói cho em là anh bị bệnh? Sao anh không nói cho em? Anh xin lỗi. Không. Anh tha thứ cho em nhé. Anh chưa bao giờ trách em cả. Là anh mới là người có lỗi. Không. Là em bỏ anh đi theo người đàn ông khác. Em không xứng với anh. Em à, chỉ cần em ở đây với anh thì đã đủ rồi. Em sẽ không bỏ anh đi nữa đâu. Anh ơi, mình đến viện nhá. Không nhưng gì cả, anh phải đến viện. Anh phải ở lại đây với em.